hết các bác nhá, dọn nhá. Còn hai đôi TG, duy nhất hai đôi TG nữa, một đôi JBL, một đôi loa Prio. TG này em Tuấn vẫn báo cho bác rồi, mức giá TG này là mức giá 3 triệu một đôi, gọi là 2.999.000 gọi là 3 triệu một đôi đi. Những đôi này thì các cửa hàng đang nhập, họ bán nhập khẩu về bán trung bình là 12 triệu 8 đến hơn 12 triệu 13 triệu một đôi này đấy bác. Em Tuấn đã giới thiệu cho bác rồi, bác cứ gõ lên Google là TG đây này, gõ lên Google nhé, đây gõ lên Google TG TH 100 cho em xem là nó ra bao nhiêu tiền thì các bác biết. Còn đây là hàng bãi, nhưng mà hàng bãi về rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn, như thế này là quá đẹp rồi. Cái căng này các bác có thể nhấc ra bác giặt này, giặt thoải mái, bao hàng hoạt động tốt cho các bác, mức giá 3 triệu một đôi, 2.999.000 thì gọi 3 triệu cho nó nhanh hơn nữa. Prodeo kia bao hoạt động bình thường hết, mức giá 1.900.000 một đôi, hát karaoke độc lập rất là hay. Tiếp đến là một đôi loa JBL, đôi JBL này các bác biết rồi đây. Đây là đôi loa JBL có model, em đọc luôn này, JBL model là 8281 nha, 8281 USA luôn, và đi USA 8281 đấy, bao phê luôn. JBL mức giá 2.900.000, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn, ok chưa, 2.900.000, hẹn gặp lại các bác clip sau.